Hey chú, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Và sau một thời gian mình cũng đã combat lại được Heavy rồi đó. Và line up của Heavy thì các bạn cũng đã biết rồi. Các bạn nhớ cho mình một like và một lượt chia sẻ nha. Sau một thời gian rất dài, các bạn cứ nhắn mình là anh ơi combat Heavy đi, rồi anh ơi làm này làm kia đi, rồi anh ơi khi nào combat Heavy vậy. Thì thực ra mình cũng có một cái niềm tin Heavy sẽ quay trở lại y như các bạn vậy đó. Và đợt này thì quay trở lại hơi gấp các bạn ạ. Thậm chí là sáng mình ngủ dậy, mình được anh Hà Anh gọi điện cho mình á. Em ơi, con bắt lại Heavy nha em. Thế là tối đó công bố luôn các bạn ạ. Thực ra thì cũng sẽ có những cái duyên nó tới, nó rất là hay luôn mọi người. Rồi, hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện từ mình. Câu chuyện là sau một năm qua mình không có làm nhiều về eSports nữa. Một năm qua mình cũng không có những cái nhiệt huyết như lúc xưa nữa. Thì đây là câu chuyện mà rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, em muốn anh như lúc xưa, em muốn anh có những cái vui đùa như lúc xưa hay livestream như lúc xưa này nọ rất là nhiều. Thì mình chia sẻ thẳng là mình đã làm cái nghề YouTuber cũng như là đến với Free Fire cũng được 7 năm rồi. Và mình đã trải qua nhiều thăng trầm trong đó rồi. Và mình cũng đã đồng hành với các bạn, gọi là đồng hành một quãng đường thanh xuân. Đấy, thấy không? Giọng cười của tôi vẫn còn giữ nguyên nha. Chứ không phải là gì đâu nha mọi người. Chứ không phải là anh ơi sao anh khác quá, khác ở đâu. Tôi vẫn còn giữ cái giọng cười mà. Thực ra thì đúng chính xác là mình cũng cảm thấy rằng là bản thân mình đã trưởng thành hơn nhiều. Qua một giai đoạn mới, mình cũng cảm thấy rằng là mình khác lúc xưa rất là nhiều. Mình sẽ điềm đạm hơn. Mình sẽ không còn kiểu tính lanh chanh hay kiểu háo thắng như hồi xưa nữa. Mình cũng không còn kiểu rằng là phải làm thật là nhiều view, phải cắm đầu làm liên tục, làm những nội dung này, nội dung kia, ra những nội dung thật là vui hơn nữa. Mình không có làm như thế. Thay vào đó thì mình sẽ làm ra những nội dung mà nó có mang tính chất là nó sâu sắc hơn một xíu. Mình biết rằng là những cái nội dung hiện tại bây giờ của mình thì có một số bạn cảm thấy không còn thích nữa, vì có thể là nó không sẽ không phù hợp với những bạn mà trẻ. Mà mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà ở tầm tuổi mà 23 đổ lên, 24, 25 đổ lên, mà theo dõi mình cách đây khoảng tầm 4 đến 5 năm về trước. Mình biết các bạn vẫn còn chơi game, và mình biết các bạn, một số bạn đã nghỉ game rồi, và mình biết là các bạn phải bắt đầu là lao ra ngoài đời, vào cuộc sống, kiếm cơm, đòi kiếm tiền để lo cho cái cuộc sống của mình. Có một số bạn chơi game Free Fire đến bây giờ cũng đã cưới vợ, cưới chồng rồi, và mình biết. Và thực ra thì mình không thể nào đồng hành ở một mức độ là đồng hành với hai dạng lứa tuổi lận. Một bên là các bạn trẻ nhỏ, một bên là các bạn đã trưởng thành như mình. Và bản thân mình thì mình cũng phải trưởng thành, và mình chỉ có thể đi cùng với một số bạn đang trưởng thành cùng với mình thôi. Và mình thấy có những cái từ khóa của các bạn trẻ nhỏ, các bạn search rằng là AS Mobile ngày xưa thì ra rất là nhiều clip của mình ngày xưa. Thì hồi xưa thì chắc là các bạn sẽ dễ kết nối được với mình hơn, thay vì việc bây giờ thì nó sẽ hơi có một chút gì đó nhàm chán qua những cái câu chuyện của ông này. Tại vì ông này nói chuyện toàn nói chuyện người lớn không à, không nói chuyện trẻ nhỏ kiểu kiểu vậy đó. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng là mình nên sống thật với bản thân mình. Bản thân mình đã trưởng thành, mình đã có những cái nhìn sâu sắc hơn, thì mình sẽ chia sẻ những cái đó đến với những bạn nào đang có gia đình, những bạn nào mà đang phát triển, những bạn nào đang có những cái cuộc sống mới. Thay vì rằng là hồi xưa mình sẽ chơi game nhiều, còn bây giờ mình sẽ đi làm nhiều hơn, mình sẽ có cuộc sống mới nhiều hơn, không còn chơi game nữa, thì cũng có thể ngồi lại kênh của mình để mà nghe những câu chuyện phím mỗi ngày. À, sắp tới mình đang dự định là sẽ livestream lại á. Nên là nếu như mà các bạn muốn mình livestream thì nhớ bấm vào nút like thêm lần nữa nha, cho vui nha. Đó, thì mình nghĩ mình sẽ livestream vào mỗi tối hàng tuần.
Đó, đó là thời gian mà mình có thể chắt ra được để mà đồng hành tiếp cùng với mọi người. Thực ra thì ở thời điểm bây giờ mình cũng có gia đình và mình cũng phải đi làm, mình cũng phải chăm lo cho con của mình cũng có những cái thời gian để mà dành riêng cho bản thân. Lúc trước thì mình dành toàn bộ thời gian cho cộng đồng nhiều lắm các bạn, nhiều cực kỳ. Một ngày của mình 24 tiếng thì mình dành khoảng tầm 14 tiếng cho cộng đồng rồi, làm nội dung, làm clip, làm những cái gì vui nhất đến với mọi người. Và thực ra thì trong thời điểm đó mình cũng có kiếm tiền nữa. Thì nói phong phanh rằng là mình vừa kiếm tiền vừa dành thời gian làm những nội dung hay đến với cộng đồng. Và bây giờ thì mình sẽ không dành thời gian nhiều như thế nữa. Nhưng mà mình sẽ có những cái buổi kiểu giống như talk show hoặc là những cái clip như thế này để mà chia sẻ cùng với mọi người nhiều hơn. Thay vì những clip game quay đồ như lúc trước thì sẽ có những cái clip mà nó chỉ đơn thuần như thế này thôi. Mình hy vọng là các bạn sẽ đón nhận cái nội dung mới của mình và có lẽ là nó sẽ có những cái ý kiến trái chiều đó. Nhưng mà cũng không sao cả, mình cảm thấy rằng là những cái gì mình cảm thấy nó tốt, mình cần nói, mình cần chia sẻ thì mình làm thôi. Và nó không ảnh hưởng đến ai cả và nó cũng không mang ác cảm gì đến với mọi người cả thì mình cũng làm thôi. Đấy, kiểu kiểu là như thế. Rồi, bây giờ thì còn ít phút còn lại, khoảng tầm 4-5 phút còn lại thì mình sẽ vào game phục vụ cho một số các bạn mà yêu mến mình chơi game. Mình đã dành một ngày để mà thức tỉnh bạn Avaro. Và bây giờ thì mình sẽ chơi cái trò chơi à đây đây đây, sông Lan Chiến. Tại trong sông Lan Chiến nó có những quả lựu đạn nên mình sẽ vào mình sẽ test con Avaro thức tỉnh. Đợt trước mình chơi chế độ đầu to, mình đứng trên nóc nhà, cái xong rồi cái đứa quỷ nào á nó cầm cái con Avaro thức tỉnh này nè, nó quăng lựu đạn lên trên nóc nhà, cái xong rồi nó nổ ngất xỉu mình luôn. Đấy, kiểu kiểu là như vậy. Rồi bây giờ mình thức tỉnh được nó rồi thì mình sẽ cầm lựu đạn mình nổ ngất xỉu đối phương. Ba quả mà lo gì, tí nữa mà hạ gục thêm được vài người nữa hả ông nội. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Ôi sao bắn, ôi trời ơi. Ba quả, trời ơi, lấy thêm lựu đạn. À có súng máy, bắn nó con, bắn nó con. Ba quả. Ấy da, ấy da, tim tim tim. Tức quá, uống miếng miếng nước đỡ tức. Ui, kéo đầu ghê lắm á, biết chơi các bạn, không phải dạng vừa đâu. Rồi bơi là ngấm rồi. Ủa xong chết đuối rồi, xong ngấm hai người luôn. Ông kia bơi sao sao kia được, tự nhiên nhảy xuống chi, ta tiến tới một xíu nhảy xuống chi. Trời, yes, được lựa chọn vũ khí mình chơi các bạn ạ. Các bạn cứ đờm nhau đi, hoa nở. Trời ơi. Ấy da, trời ơi, hoa nở. Ơi. Ủa? Tiêu diệt. Ủa? Tiêu diệt không được. Ấy da, ấy da, chém được hả? Ơi, thôi anh ơi. Chưa hiểu lắm. Hả? Trời, biết vậy tôi để lựu đạn, tôi quăng vô cái đống này rồi, thiệt á. Hả? Ê, mình 23 quả lựu kìa. Chết rồi, không phải, cái ván này là cho nhiều lựu. Xuống nè, lựu ra. Trời ơi, tôi nói là tôi nhiều lựu lắm mà không tin à. Chơi chiến chiến đấu thật hồi nách. Ấy da, cái màn hình của tôi. Ủa, đồng đội, ai cứu 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 cứu. Ủa, đồng đội chọi ghê vậy. Tôi biết nhiều anh em chọn Ska lắm nên là tôi chọn MP5. Hơi hơi cho lựu đi, cho lựu đi để tôi chọi cho. Ừ ghê rồi, đưa lựu đấy, lựu rồi, ok, quá xuất sắc.
Ôi trời ơi. Bén. Súng bắn nó súng. Để anh. Lựu đạn. Trời ơi, vậy mà không chết kìa. Bắn, nhảy. Quá đã. Tuyệt vời, bye bye em nha. Ok, và cảm ơn tất cả bạn đã đón xem clip của mình. Và đừng quên để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.